Trong tuần qua, cộng đồng fan anime nói chung hay fan One Piece nói riêng đang sôi sục trước trailer One Piece live action vừa được Netflix tung ra. Có người khen cũng có người chê. Vậy trong trailer ấy có những gì mà lại gây ra tranh cãi? Hãy cùng chúng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Và đây là tạp chí Weeaboo số 2. Mình là DK. One Piece Live Action. Ngày 22 tháng 7 mới đây, trailer chính thức của One Piece đã được Netflix tung ra, hé lộ tạo hình của nhiều nhân vật mới. Ta có thể dễ dàng nhận thấy sự xuất hiện của những nhân vật rất được mong đợi như là vua hải tặc Gold D. Roger, tứ hoàng xanh tóc đỏ, mắt diều hâu Mỹ Hạnh hay là người cá A Long, vân vân và mây mây. Để phù hợp với thời lượng, phía nhà làm phim đã phải thay đổi rất nhiều tình tiết. Có lẽ điều này cũng sẽ có sự can thiệp của tác giả Oda để tránh tạo ra một siêu phẩm kiểu như Attack on Titan thứ hai. Theo như những gì ta đã thấy trong trailer, băng Don Chris sẽ bị loại bỏ ác nhà hàng trên biển, thay vào đó sẽ là sự xuất hiện của người cá A Long. Đồng thời, Grab cũng sẽ được cho xuất hiện sớm hơn với dự kiến vai trò truy đuổi băng ngũ rơm. Mặt tạo hình của nhân vật lại là một điểm tiếp tục gây tranh cãi, khi những nhân vật như Mihawk, Kobe được tạo hình khá ổn, còn A Long và Shark thì lại bị nhiều người chê thậm tệ. Bỏ qua những khuyết điểm về mặt nhân vật thì kỹ xảo trong phim có thể nói là làm tương đối chỉn chu khi mà các cảnh chiến đấu của Luffy hay là lúc A Long Park sụp đổ được thể hiện vô cùng mãn nhãn. Hãy cùng hóng chờ xem One Piece Live Action sắp sửa ra mắt vào cuối tháng 8 có thực sự là một siêu phẩm không nhé. Russia tiếp tục gây tranh cãi. Như mọi người đã biết, năm ngoái VTuber Russia đã bị khai tử do vi phạm hợp đồng với phía Hololive. Sau đó một thời gian, cô đã lột xác với danh tính mới mang tên Mikeneko. Gần như mới đây, sau khi ra mắt model của mình, Mikeneko đã bị nhiều người nhận định là bắt chước đạo nhái cựu VTuber Russia. Nhưng sự thật cả hai VTuber trên đều là một người, thậm chí cả hai model đều là do cùng một artist thiết kế nên. Do đó sự tương đồng với cả hai VTuber này là hoàn toàn bình thường. Nhưng vẫn có một bộ phận người xem nào đó cho rằng cô nàng Mikeneko này đang cố ăn mày quá khứ sau khi hủy hợp đồng với phía Hololive. Họa sĩ vẽ nhân vật Chu Ten là mẹ mình. Tại group anime Tây Ban Nha có tên mà mình cũng không biết đọc như thế nào. Thôi thì mọi người tự nhìn nhé. Tại đó đã xuất hiện một tài khoản có tên là Daisy Shirai Yama. Anh đã chia sẻ bức ảnh gợi cảm của nhân vật, được anh khẳng định đó chính là mẹ của mình. Nói thêm về lý do anh tạo nên bức ảnh trên, anh nói rằng bạn trai của mẹ đã yêu cầu anh vẽ nó, đồng thời cũng như cho anh xem rất nhiều bức ảnh của mẹ anh khi bà không một mảnh vải che thân. Dù đã có ý định từ chối nhưng mà anh chàng họa sĩ kia đã bị tư bản làm mờ mắt và đồng ý vẽ một bức ảnh gợi cảm của mẹ mình cho gã kia. Một thời gian sau, anh lại tiếp tục chia sẻ một dòng trạng thái khác khi nói về cảm xúc của bản thân sau khi vẽ ảnh gợi cảm của mẹ mình. Sau nhiều ngày trôi qua, anh cảm giác là mẹ anh trông hấp dẫn hơn rất nhiều. Bà luôn đi quanh nhà với những bộ quần áo rất chi là thiếu vải. Anh cảm thấy bản thân được mẹ mình khơi gợi lên một điều gì đó, nên anh đã quyết định sẽ làm nhiều hơn bức ảnh tương tự về mẹ mình. Chúng vẫn sẽ được tiếp tục bán cho gã bạn trai kia. Weeaboo khẳng định vị thế trên A Palace. A Palace, một sự kiện hàng năm trên nền tảng Reddit. Trong năm nay là sự chú ý của cộng đồng mạng đổ dồn về phía bản đồ Việt Nam do một tộc trưởng nào đó xây nên. Nhưng với cương vị là một weeaboo, mình lại quan tâm đến những tác phẩm khác đến từ cộng đồng manga anime. Trong đó, One Piece là cộng đồng đông đảo và hùng mạnh nhất khi sở hữu rất nhiều tranh về các nhân vật trong bộ manga này. Ngoài ra còn có một số cộng đồng khác như Pokemon, Thất Nghiệp Chuyển Sinh, Oshinoko. Có lẽ thân thuộc hơn đối với anh em Việt Nam là rồng đỏ Orisid trong Yu-Gi-Oh! Đã cố gắng tấn công bản đồ của chúng ta trong những giây phút cuối cùng nhưng nhanh chóng cuộc tấn công đã bị dập tắt. Pokemon Sleep gây tranh cãi. Pokemon Sleep, một tựa game mà nhiều người chơi có thể bắt Pokemon thông qua chất lượng giấc ngủ. Mục tiêu của game là khuyến khích người chơi có một giấc ngủ lành mạnh. Tuy vậy, mới đây một trang web đã gây tranh cãi khi yêu cầu người chơi uống thuốc ngủ để có thể cạnh tranh với những người chơi khác. Ban đầu họ chỉ chia sẻ các mẹo vặt hay các bài tập ngủ để có thể ngủ ngon hơn, nhưng về sau họ lại gợi ý cho những người chơi sử dụng thuốc ngủ. Điều này hoàn toàn có thể gây ra tác dụng phụ cho người sử dụng. Kết thúc phần bản tin ngắn tuần này, chúng ta sẽ đến với chuyên mục tác phẩm phải xem. Trong số tạp chí lần này, mình sẽ mang đến cho các bạn một bộ manga đã làm nên chiếc meme này. Bộ manga sở hữu cái tên mà chỉ cần nhìn tôi đã chả muốn đọc. Thôi thì tạm dịch là trong quần tôi có một cô gái xinh đẹp. Chuyện kể về Kosuga, một nam sinh bình thường như bao con người khác và đương nhiên như bao viewer của quán bia Weeaboo, Kosuga ế. Một ngày nọ, chú chim non trong quần Kosuga cảm thấy bản thân quá vô dụng nên đã tự tách ra, biến thành một bé gái loli với mong muốn đi đến Ấn Độ vì cô nghe nói tại vùng đất ấy có những bài tập yoga có thể khiến cô bé dài ra. Nhưng mà chưa kịp đi thì đã bị Kosuga phát hiện và yêu cầu cô phải trở về. Hòa làm một cơ thể với Kosuga.
Nhưng ác mộng từ đây đã bắt đầu, cậu nhỏ không thể trở về trạng thái ban đầu. Hành trình sống cùng cô gái họ Bùi của cô Suga cũng bắt đầu từ đây. Và chuyên mục trên cũng đã khép lại tạp chí Sogibu của tuần này. Nếu các bạn cảm thấy bản tin này thú vị và bổ ích, đừng quên để lại một like và đăng ký kênh cho quán bia Wibu để có thể cập nhật những tin tức mới nhất trong làng anime nhé. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại sớm thôi.